ghi lại giây phút kinh hoàng cành cây đa 300 tuổi gãy đổ. Video ghi lại giây phút cây đa 300 năm tuổi gãy cành đổ xuống được đăng tải lên mạng. Thời điểm xảy ra sự việc có rất đông người qua lại. Vào khoảng 16:45 ngày 31 tháng 3, một cây đa tại làng Trù Xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn Nghệ An bất ngờ gãy đổ trong lúc phụ huynh đón học sinh về khiến 4 em học sinh phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, cây gãy đổ có chiều dài khoảng 20-25 m, phần ruột của nhánh gãy có dấu hiệu bị rỗng. Sự việc xảy ra khi đường đang có đông người qua lại. Mới đây, một video về giây phút kinh hoàng khi cây đa cổ thụ gãy đè lên 4 em nhỏ được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Theo đó, đoạn video được ghi lại bởi camera hành trình của một ô tô khi đi qua đó. Thời điểm xảy ra tai nạn mọi người vẫn đi lại bình thường, mật độ trên đường khá đông đúc vì đúng lúc học sinh tan trường. Video cây gãy được một camera hành trình của ô tô ghi lại. Ngay sau khi cành cây ngã sập xuống, mọi người mới hốt hoảng hối nhau chạy đến kiểm tra hiện trường và hô gọi cấp cứu các em nhỏ. Vào sáng nay ngày 1 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đã tới gia đình nạn nhân để hỏi thăm và động viên. Theo đó ông cho biết thêm, trong sáng nay, một trong hai cháu bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An sẽ được chuyển tuyến ra bệnh viện ở Hà Nội do quá nặng. Cháu bị nôn mửa, nghi chấn động não. Một cháu đã được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngay trong tối qua. Còn hai cháu bị nhẹ nằm ở trạm y tế xã đã được về theo dõi sức khỏe tại nhà. Cây đổ khiến 4 em học sinh phải đi viện cấp cứu. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Khánh cùng bà con và lực lượng chức năng đã huy động nhiều loại máy móc khác nhau như cưa xăng để cắt dọn cành cây, trả lại không gian đường thoáng cho phương tiện đi lại. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, con đường mới được thông. Ngoài ra, sự việc cũng đã được báo cáo lên cơ quan chức năng cao hơn để tiến hành kiểm tra những cây còn lại nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. Được biết, cây đa làng Trù đã có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi. Đây là địa điểm ghi dấu lịch sử về sự kiện của nhân dân huyện và đảng bộ trong thời kỳ kháng chiến những năm 1930-1945. Ngày 20 tháng 8 năm 2012, cây đa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Năm 2016, cây đa cũng đã được công nhận là cây cổ di tích lịch sử văn hóa tròn 300 tuổi bởi Hội Sinh vật Cây cảnh Việt Nam. Cây đa này đã 300 năm tuổi. Đây không phải vụ gãy đổ cây gây ra hậu quả nghiêm trọng đầu tiên, trước đó mạng xã hội đã bàng hoàng khi một cây phượng bật gốc khiến học sinh không qua khỏi. Vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.